Tất cả các chuyên gia đều dự đoán rằng Manchester City sẽ trở thành đối thủ chính của Man United. Dư luận tin rằng sau một mùa giải 2011-2012 đầy bùng nổ với chức vô địch đầu tiên trong lịch sử đội bóng, Manchester City sẽ tiếp nối thành công và vươn mình trở thành một thế lực. Manchester City không có quá nhiều xáo trộn, họ vẫn là một lực lượng tương đối dày dặn kinh nghiệm đã chinh chiến qua mùa giải năm ngoái. Trên băng ghế dự bị, Roberto Mancini vẫn tại vị ở đó. Nhưng dù hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhưng Man City lại không có được những cầu thủ mà mình mong muốn. Đứng đầu danh sách là Eden Hazard và Robin Van Persie. Việc kiếp đồng với một trong hai cầu thủ này sẽ mang lại cho The Blues sức mạnh tấn công đáng nể. Hàng công lúc này của MC trên lý thuyết có Sergio Aguero, Carlos Tevez. Họ sẽ được bơm bóng bởi Yaya Toure và David Silva. Tuy nhiên, Hazard đã kiếp đồng với Chelsea và Van Persie thì đến United. Thay vào đó, họ chỉ kiếp đồng với Jack Rodwell từ Everton. Có thể nói thương vụ Robin Van Persie chính là thương vụ then chốt nhất thị trường chuyển nhượng năm đó. Không chỉ Manchester City không mua được, họ còn để chân sút nguy hiểm nhất Premier League vào thời điểm đó lọt vào tay đại kình địch của mình là Man United. Trong cơn túng quẫn thì Man City mua vội những cầu thủ được xem là kỹ thuật khác như Scott Sinclair từ Swansea, Matias Nastasic từ Fiorentina và Javi Garcia ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Nhưng tổn thất lớn nhất có lẽ là Nigel De Jong. Đó là một mùa giải cực kỳ khó hiểu của Manchester City. The Citizen tuột dốc không phanh từ chỗ là hàng công ghi được 93 bàn thắng, cộng kèm hiệu số dương 64. Manchester City chỉ còn là cái bóng của chính mình khi chỉ ghi được 66 bàn tại mùa giải 2012-2013, tức là chỉ bằng 2/3 so với mùa giải trước đó. Thành tích ghi bàn nghèo nàn của MC thậm chí còn thấp hơn cả đội xếp thứ 7 là Liverpool. Thế nhưng, trước và trong mùa giải thì Manchester City vô tình gạt bỏ bớt được một vài nhân tố được xem là không phù hợp với triết lý của đội bóng như Mario Balotelli, Adam Johnson, Adebayor và Nigel De Jong. Họ bắt đầu mang về những cá nhân kỹ thuật hơn như Javi Garcia hay Sinclair. Chính tư duy này sẽ tạo ra thành công của họ sau này, nhưng đó là câu chuyện ở tương lai. Chính việc không giải quyết tốt được thị trường chuyển nhượng đã khiến MC yếu đi nhanh chóng. Đó là một yếu tố rất quan trọng trên chặng đường chinh phục ngôi vương của Manchester United. Trước khi nói về câu chuyện chiến thuật thì chúng ta phải nói về câu chuyện lực lượng của Man United ở mùa giải năm đó. MU đã chi ra 75 triệu euro trong mùa giải năm đó, nhưng đáng chú ý nhất là hai chữ ký Robin Van Persie và Shinji Kagawa, một người là trụ cột của Arsenal, một đội bóng đại kình địch của nửa đỏ thành Manchester, còn người kia là một trong số những ngôi sao hot nhất Bundesliga thời điểm đầu những năm 2010. Vụ Van Persie diễn ra vô cùng phức tạp. 6 tháng trước khi Manchester United chính thức sở hữu Robin Van Persie, người đại diện của tiền đạo người Hà Lan đã gọi đến Man United, cụ thể là trợ lý Ren Melusten của Sir Alex thời điểm đó. Nội dung: Robin sẽ không gia hạn với Arsenal, Robin muốn ở lại Anh để chơi cho Man United và cả cho Sir Alex Ferguson. Thời điểm đó, không chỉ có mỗi mình Quỷ Đỏ quan tâm đến Robin Van Persie, nhưng họ đã xuất sắc vượt qua Man City và một số đội bóng lớn khác ở nước ngoài để sở hữu chân sút với giá 24 triệu bảng, một con số không nhỏ với người đã 29 tuổi khi đó. Sau này thì Sir Alex Ferguson đã tự hào về quyết định mang về Van Persie. Thành thật và nói với các bạn thì tôi nghĩ việc ký hợp đồng với Robin Van Persie đã giúp chúng tôi vô địch Premier League với 30 bàn thắng của cậu ấy trong mùa giải đó. Robin Van Persie thật tuyệt vời, cậu ấy là tiền đạo có mũi nhọn ở 1/3 cuối sân và bàn thắng cậu ấy ghi vào lưới Aston Villa, tư đường truyền của Wayne Rooney để vô địch giải đấu. Bạn không thể có bàn thắng nào tuyệt vời hơn thế. Việc mang về Robin Van Persie là điều gần như bắt buộc đối với MU nếu muốn đua vô địch. MU lúc đó không có nhiều tiền đạo đủ sức cáng đáng nhiệm vụ ghi bàn. Thậm chí Wayne Rooney trong giai đoạn đó đã quay sang hỏi thẳng Sir Alex Ferguson có kế hoạch gì nghiêm túc với anh khi chứng kiến chất lượng đội hình của MU cứ giảm dần. Mất Tevez, MU mang Dimitar Berbatov về thay thế. Xong, tiền đạo người Bulgaria không thể đạt được kỳ vọng của chính Sir Alex Ferguson. Kể cả trong mùa giải 2010-2011 đoạt vụ phá lưới, Berbatov vẫn cho chúng ta thấy một cái gì đó rất lạc nhịp đối với hệ thống của MU. Và sang đến mùa giải 2011-2012, anh phải nhường chỗ cho Chicharito. Sir Alex quyết định cắt lỗ Berbatov với chỉ 5 triệu bảng. Vì thế nên để đua vô địch trong mùa giải cuối cùng thì MU cần phải có Robin Van Persie. Nhưng liệu chỉ sự xuất hiện của Van Persie sẽ giúp cho MU mang lại cúp? Lực lượng của MU lúc đó không phải là mạnh. Vậy Sir Alex Ferguson đã làm như thế nào để vô địch với một nhóm cầu thủ không quá đẳng cấp như vậy? Đầu tiên, Man United triệt để tận dụng sơ đồ 4-4-2. Sir Alex đã thử nghiệm nhiều sơ đồ nhưng đối với ông thì sơ đồ 4-4-2 vẫn là sơ đồ có thể đảm bảo được sự cân bằng và tính ổn định. Đội hình này cho phép tạo ra một hàng phòng ngự chắc chắn, một hàng tiền vệ sáng tạo và một khả năng phối hợp tấn công mạnh mẽ. Tiếp theo sẽ là khả năng khai thác hai cánh. Chiến thuật của Sir Alex Ferguson là tập trung khai thác ngang của sân bóng.
các cầu thủ chạy cánh như Antonio Valencia, Ashley Young và Nani mang lại tốc độ, khả năng tạt bóng và ghi bàn từ các khu vực biên. United đã ghi 14 bàn từ những quả tạt. Có thể nói, những quả tạt chính là một trong những phương án lên bóng chính của Sir Alex Ferguson. Ông không sử dụng các tiền vệ chơi theo xu hướng bó trong nhiều hơn như cách ông đã dùng Ronaldo ngày trước, mà ưu tiên sự cơ bản bằng việc yêu cầu nhóm cầu thủ này bám biên nhiều hơn. Thứ ba, chính là sự ăn ý đến bất ngờ giữa Carrick và Cleverley. Ở trung tâm hàng tiền vệ của United, cặp đôi Marco Carrick và Tom Cleverley mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Sự điềm tĩnh và khả năng chuyền bóng của Carrick kết hợp với nhiệt huyết và sự bền bỉ của Cleverley đã giúp cho MU kiểm soát được tuyến giữa và quyết định được nhịp độ trận đấu. Thứ tư, như chúng ta cũng đã nhắc nhiều ở trên, thì đó là độ sắc bén đến kinh người của Van Persie. Khả năng dứt điểm và di chuyển thông minh của cầu thủ người Hà Lan đã giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu giải đấu với 26 bàn thắng trực tiếp dẫn đến chức vô địch EPL của MU. Nhưng Van Persie không phải dạng đơn thương độc mã như kiểu Suarez, mà anh có hỗ trợ, cụ thể là đối tác cực kỳ ăn ý Wayne Rooney. Tầm nhìn và khả năng sáng tạo của Rooney kết hợp với khả năng dứt điểm điêu luyện của Van Persie đã đóng góp vào 22 bàn thắng và 19 pha kiến tạo của riêng bộ đôi này. Ngoài bộ đôi trên thì MU còn tỏ ra cực kỳ hiệu quả từ những tình huống cố định. Theo thống kê thì United đã ghi được 18 bàn thắng từ các tình huống cố định, cao thứ hai trong giải đấu. Khả năng tận dụng những tình huống này là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng pha bóng của bộ sậu Man United. Thứ bảy thì như đã đề cập ở phần trên thì hai cánh của MU thiên về tạt bóng nhiều hơn. Nếu thế thì mọi thứ sẽ đơn điệu. Vì thế những pha trồng biên và di chuyển của Evra và Rafael chính là điểm chấm phá trong cách tấn công biên của MU. Đã nói về hàng thủ thì không thể bỏ qua Ferdinand và Vidic ở trung tâm hàng phòng ngự. United chỉ để thủng lưới 43 bàn thắng trong cả một giải năm đó, và đó cũng là mùa giải rực cháy cuối cùng của bộ đôi huyền thoại trên. Man United luôn là đội thích chơi phong cách thủ phản. Vì vậy, ở mùa giải này, khả năng chuyển trạng thái đặc trưng của họ tiếp tục trở thành một điểm sáng. Đội đã ghi được 15 bàn thắng từ phản công, cao nhất mùa giải năm đó. Và cuối cùng phải nói đến khả năng xoay sở của Sir Alex. Bất chấp đội hình MU không sở hữu chiều sâu đội hình quá tốt, kinh nghiệm đua quốc nội của Ferguson luôn duy trì đội bóng luôn khao khát chơi bóng và có tính cạnh tranh trong xuyên suốt mùa giải. Sau khi mùa giải khép lại thì người ta đã dành những lời tán thưởng cho 5 cầu thủ chủ chốt đã tạo ra tác động đáng kể tại EPL mùa giải 2012-2013, bao gồm Robin Van Persie, Michael Carrick, Wayne Rooney, Rio Ferdinand và David De Gea. Những đóng góp cá nhân của họ kết hợp với sự nhạy bén trong chiến thuật của Sir Alex đã mở đường cho sự thống trị của Man United. Tóm lại, mùa giải 2012-2013 đã minh chứng cho tài năng dẫn dắt xuất sắc của Sir Alex Ferguson. Chiến thuật, khả năng quản lý cầu thủ và nhiệt huyết thành công của ông đã đưa Man United đến với chức vô địch giải đấu thứ 20. Gần 10 diễn biến chiến thuật quan trọng đã được nêu trong bài viết. Kết hợp với ảnh hưởng của các cầu thủ chủ chốt như Van Persie, Carrick, Rooney, Ferdinand hay De Gea đã tạo ra một công thức chiến thắng không thể ngăn cản. Song, đây có thể là mùa giải đỉnh cao cuối cùng của Man United của Sir Alex Ferguson. Sau đó thì Sir Alex bất ngờ nghỉ hưu để ở nhà chăm sóc vợ mình, và Man United thì vẫn chưa thể vực dậy sau 11 năm bất chấp đã đổ đến khoảng 2 tỷ euro trong những năm tháng vừa qua vào thị trường chuyển nhượng. Điều này càng làm bật lên sự khác biệt về mặt quản lý nhân sự lẫn chiến thuật mà Sir đã sử dụng trong mùa giải 2012-2013.